Kính thưa quý vị và các bạn, ở thời hiện đại, những câu chuyện cổ tích dường như ngày càng xuất hiện nhiều hơn khi các ông tiên, bà tiên là những con người nhỏ bé nhưng mang tấm lòng thiện nguyện, nhân từ. Khi mỗi người biết sống tử tế với nhau, xã hội sẽ phát triển lành mạnh, đạo đức được đề cao và tình yêu thương được lan tỏa. Vì vậy, hãy làm người tử tế, sống khoan dung hơn để giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn có được sự ấm áp đúng nghĩa trong cuộc sống. Với ý nghĩa ấy, trong chương trình hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh những tấm lòng tử tế của tác giả thúy hằng qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên kim cương giai thảo tường duy giai hoàng chồng của thảo hữu phúc giai ông năm duy hằng giai hiền hồ trải đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn vừa mới ăn xong hoàng chưa kịp trả tiền thì thảo nói với chủ tiệm cơm Chú ơi, bữa nay á con gửi lại hai hộp cơm treo nha chú. Cảm ơn con, con cứ gửi cơm suốt à. Con có lòng với những người cơ nhở quá à. Đúng là của ít lòng nhiều, quý lắm à. Dạ, con có giúp gì được nhiều đâu chú, chỉ là vài hộp cơm thôi. Ơi, của cho không bằng cách cho, của ít mà lòng nhiều đó con. Nếu mà ai cũng như con á, thì xã hội này á, đỡ dữ lắm đó dạ con gửi tiền nè chú à, à, cảm ơn con nghe à, ngon miệng không con cũng được chú xong rồi hả đi em anh sao anh có vẻ không vui vậy anh thấy em làm chuyện không đâu á sao anh lại nói vậy những người nghèo có một phần cơm tươm tất ăn là họ mừng lắm mỗi ngày á em để lại hai phần để ai khó khăn thì chú chủ quán cho họ Em chắc người ta có cho không? Hay là người ta để dành bán lấy tiền? Chuyện đó sao em biết được? Người ta không có vậy đâu. Anh thấy đợi vợ đầy ra đó. Ai cũng vì cái lợi trước mắt, ít ai vì người khác lắm. Em đừng có tin người quá mà thiệt thân. Không có đâu anh. Em tin xung quanh mình còn nhiều người tử tế lắm anh. Em thì cứ mơ mộng, thực tế không như em nghĩ đâu. Anh cứ nhìn mọi người bằng ánh mắt nghi kỵ như vậy sẽ không thấy được những điều tốt đẹp của cuộc sống này đâu giờ anh thấy đâu đâu người ta cũng làm việc thiện ở các quán cơm giờ người giàu ăn để dành phần lại cho người nghèo hiếu gì em không tin thì giờ tụi mình cứ ngồi trong xe chợn chút là em biết liền chứ không cần tranh cãi đâu tức anh ghê á em cũng muốn anh thay đổi cách nhìn nên tụi mình á cứ ngồi đây chờ đợi đi kìa 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 hình như có người vô quán xin cơm kìa nhưng người đó là thanh niên trai tráng, sức dài dai rộng, lại ăn mặc bảnh bao. Mà đi xin cơm thì ai cho chứ? Thì em cứ coi đi, rồi hãy từ từ đánh giá. Sẽ có nhiều chuyện bất ngờ cho em coi lắm đó. Anh sao á? Cứ nghĩ tiêu cực không à? Để anh hạ kiến xe xuống, cho em nghe cuộc đối thoại của họ nghe. Em cứ nghe rõ đi. Để cứ nói anh không có lòng thương người. Ủa? Ủa? Sao kỳ vậy cà? Em mới gửi lại hai phần cơm. Mà sao chú Năm lại nói là không có, rồi không cho người ta. Làm sao? Thì anh đã nói rồi, nhưng tại em không chịu tin thôi. Em tức quá mà. Em phải trở vô nói cho ra lẽ chuyện này mới được á. Thôi đi, em nói làm gì cho mang tiếng. Chỉ có hai phần cơm thôi mà. Không phải là bao nhiêu phần, nhưng cơm của em để lại cho người cần sao người ta tới xin cơm chú lại nói là không có như vậy là không có được đời giờ không có ai tử tế như em đâu họ lấy họ bán lấy tiền chứ hơi đâu họ cho cơm người nghèo chứ em nghĩ coi một ngày có bao nhiêu khách để lại cơm họ bán những phần cơm đó thì kiếm được thêm bao nhiêu quá đáng thiệt chứ không thể được chứ em định làm gì vô lời qua tiếng lại hay sao nếu em biết vậy thì đừng có làm những chuyện vô ích nữa người ta vừa lấy tiền vừa cười chê em đó nhưng mà em không thể để lòng tốt bị lợi dụng như vậy tuy nó không có bao nhiêu tiền hết đối với mình nhưng lòng tin của những người tử tế không thể bị chà đạp như vậy em thì lúc nào cũng tin vào chuyện cổ tích trên đời này không còn tồn tại những câu chuyện như vậy nữa đâu em ơi bực thiệt quá chứ vậy á thì anh có cách này để xem ổng còn buôn bán được không cho biết cách gì nói em nghe coi bí mật để rồi em coi mấy ngày sau thông tin quán cơm của ông năm làm ăn gian dối lấy cơm treo của khách để lại bán cho người khác lan truyền khắp nơi vì vậy không còn ai đến quán nữa ông năm thở vắng than dài nhưng khi thấy mẹ con hiền vô quán thì ông nè 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 hai mẹ con vô đây bữa nay có cơm treo rồi đây nè hai mẹ con ăn uống thoải mái đi hôm nay con không có xin cơm đâu chú ủa sao vậy con Dạ, con biết quán đang làm ăn khó khăn Khách đến ăn ít thì lấy đâu có cơm treo mà chú cho người nghèo Việc này, ôi, oh, chú lo được hết, con đừng có bận tâm Hổm rài con cũng nói với rất nhiều người là chú bị hiểu lầm Chứ không có cái chuyện đó, con tin là mọi người sẽ hiểu ra thôi chú Ờ, à, mình không có làm chuyện xấu, không có thẹn với lòng là được thôi con chú có nhớ người thanh niên mấy ngày trước ghé quán xin ăn không chú nhớ chú từ chối vì thấy cậu ấy còn mạnh khỏe chính anh đó đã làm bộ vào xin cơm nhưng là để dò xét vì nghe có người phản ảnh chú nhận cơm nhưng không phát cho người xin kết quả thì đúng như vậy nên anh ấy viết bài tung lên mạng té ra là cái cậu thanh niên đó tung tin đó hả dạ đúng vậy á sau khi ảnh nghe con kể đầu đuôi câu chuyện, biết được chú không gian dối, anh đó đã gỡ bài xuống và còn viết bài đính chính nữa. Hơi, nhưng mà quán giận ế, vì bị đồn thổi là làm ăn gian dối, lừa gạt lòng tin của người hảo tâm. Thiệt chú buồn hết sức vậy đó. Lỡ rồi, tuy cậu ấy có viết bài đính chính, nhưng hiện giờ sự nghi ngờ, chê bai của mọi người vẫn còn đó chú. Con tin á, rồi mọi người sẽ biết sự thật về quán ăn của chú nhiều hơn Sẽ chung tay giúp đỡ cho người nghèo Thì cứ tin vậy đi con Ở hiền gặp lành Chứ đâu còn cách nào khác nữa Tại con ngón dài ngón ngắn mà Nghĩ lại một phần cũng do chú Giá như bữa đó chú tự chối khéo một chút á thì hay hơn là hàng học khi nói anh là thanh niên sức dài dai rộng mà đi xin những suất cơm dành cho người nghèo khổ ư? Thôi bỏ đi chú. Anh ta cũng hối hận vì sự nông nổi của mình rồi. Ý, có khách vào quán kìa chú Năm ơi. Dạ, con chào chú. Ủa, cô Thảo, chú Hoàng. Chà, mấy bữa nay bận đi công tác hàng sao mà không thấy ghé quán tôi vậy. Nè, bữa nay hai vợ chồng ăn gì? Nói rồi tôi làm cho. Dạ, bữa nay tụi con đến không đi ăn cơm Mà tụi con đến để xin lỗi chú Chú ơi, chú bỏ qua cho hai vợ chồng con nha chú Cũng vì hiểu lầm mà khiến cho quán của chú buôn bán ế ẩm mấy ngày nay Ủa, vậy cái người tung tin quán chú Năm làm ăn gian dối Là do vợ chồng anh chị cung cấp cho họ hả? Chẹn ơi, sao lại làm vậy? Chú Năm luôn giúp đỡ người nghèo khổ mà anh chị nỡ hại chú Là do lỗi của tôi Tôi chứng kiến cảnh chú Năm không cho cơm người thanh niên Nên tôi phán đoán sai Và dạ dội cung cấp cho cậu thanh niên thích viết lách trên mạng Đến khi cậu ta điện báo cho tụi tôi biết sự thật Thì tôi mới dở lẽ ra Tụi con không có ý xấu Con chỉ sợ lòng tốt bị lợi dụng Rồi người cần giúp đỡ lại không nhận được Bức xúc nên mới làm vậy Thôi chú hiểu rồi chỉ là hiểu làm thôi Cũng may là chú ấy chịu nghe mẹ con con Hiền đây kể lại sự tình Dạ, vợ chồng con dội vàng quá nên đã làm chuyện không hay Đã làm chú thiệt hại, hỏng buôn bán được trong mấy ngày qua à, Không sao đâu, điều quan trọng là cuối cùng mọi người cũng đã hiểu ra Đã biết chú không phải là người như vậy Chú nghĩ mình sống ngay thẳng thì không có sợ gì hết đúng không hề cháu dạ con thật lòng xin lỗi chú thôi biết rõ sự thật có là chú mừng rồi không có cần phải ai ná gì đâu hai cháu ý khách vô đông quá trời rồi kìa chú năm đúng là sau cơn mưa trời lại sáng để để con phụ chú một tay nghe ờ ờ ờ tiếp chú đi con sẵn đây á vợ chồng con cũng gửi số tiền này cho chú tiền gì sao gửi nhiều vậy con dạ tụi con thấy được tấm lòng thương người và việc làm ý nghĩa của chú, nên tụi con quyết định sẽ để cơm treo tháng ở đây luôn. Tháng nào cũng để lại 100 suất cơm treo, đàn chú Năm phân phát cho người nghèo, thay vợ chồng con. Chà, được vậy thì chú Năm cảm ơn vợ chồng con dữ lắm đó. Bởi hai con vừa giúp cho người nghèo, vừa giúp chú kinh doanh. Giúp đỡ người nghèo không là việc làm cao lớn, hay như ông tiên bà tiên giữa đời thường mà là sự chia sẻ thầm lặng với những người còn bất hạnh hơn mình. Nghĩa cử này đẹp lắm nghe hai con. Tụi con nào dám nghĩ xa xôi là làm từ thiện hay gì gì đó đâu chú. Chỉ là tấm lòng và sự tử tế thôi chú. Tụi con chỉ làm theo chú. Hy vọng ngày càng có nhiều sự tử tế nữa được lan tỏa trong xã hội để cho người nghèo có những bữa cơm ấm lòng. Ừ, tụi con đã nói vậy thì chú thay mặt những người nghèo cảm ơn hai đứa mà nè tính gửi cả tháng cơm treo rồi hàng ngày hai đứa không có tới ăn ở quán chú nữa hay sao vậy là chú buồn lắm đó nghe dạ không có đâu chú tụi con sẽ đến quán vào buổi trưa hàng ngày chú ơi tụi con làm được việc này cảm thấy vui lắm giờ dạ, anh chị có dùng cơm trưa không tôi dọn bàn cho ăn ngang hai đứa buổi cơm này á chú đãi coi như chú cháu mình á từ nay hiểu nhau nhiều hơn và luôn gắn kết nhau giúp đỡ cho người nghèo dạ chú nói vậy thì tụi con sẽ ở lại dùng cơm trưa quán chú nhưng hiện giờ khách đến đông quá chắc là do người ta biết được sự thật về quán cơm nghĩa tình này rồi đó chú năm vậy để vợ chồng con phụ chú một tay tiếp khách để khi bớt khách ăn sao cũng được vậy là vui quá trời rồi quán hôm nay có đôi vợ chồng sang trọng cùng phụ chạy bàn thì nhất định sẽ vui lòng khách đến vừa lòng khách đi ờ à, giờ vậy đi hang nhìn quán sáng vậy á chú năm á thiệt là mừng nghen cuối cùng á việc mình làm đã có người hiểu rồi tụi cháu ơi giờ thì một hai ba cùng bắt tay em ơi chú vào trong điều khiển đi chú năm ừ ừ ừ cảm ơn hai đứa nghe. cảm ơn cháu hiền luôn cảm ơn những tấm lòng tử tế vì những người còn vất vả quý vị và các bạn thân mến câu chuyện truyền thanh những tấm lòng tử tế của tác giả thúy hằng mà quý vị và các bạn vừa nghe đã kết thúc chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt